Hyundai Accent ra mắt lần đầu tiên trên toàn thế giới vào năm 1994. Kể từ đó, chiếc xe sedan cỡ nhỏ của Hyundai ngày một phát triển và chinh phục những thị trường khó tính như Bắc Mỹ hay châu Âu. Tại Việt Nam, Hyundai Accent cũng nhanh chóng tạo được dấu ấn ở phân khúc xe sedan hạng B. Những chiếc Hyundai Accent thuộc thế hệ thứ 5 đã được giới thiệu tại Việt Nam từ tháng 4 năm 2018. Ngay sau khi ra mắt, Accent luôn nhận được sự ưa chuộng và tin cậy của khách hàng trong nước. Doanh số cộng dồn tới tháng 10 năm 2020, sau khoảng 30 tháng, đạt 47.264 xe. Tiếp nối thành công đã có, phiên bản nâng cấp giữa dòng đời sản phẩm của Hyundai Accent đã chính thức ra mắt người tiêu dùng Việt Nam vào ngày 1 tháng 12 năm 2020. Hyundai Accent 2021 vẫn giữ nguyên kích thước so với phiên bản được giới thiệu năm 2018, với chiều dài tổng thể 4.440mm, chiều rộng 1.729mm, chiều cao 1.470mm và chiều dài cơ sở đạt mức 2.600mm. Những con số này mang đến cho Accent một không gian nội thất rộng rãi bậc nhất trong phân khúc. Về mặt thiết kế, Accent phiên bản nâng cấp sở hữu bộ lưới tản nhiệt hình thang ngược với cấu tạo từ khối hình học dạng mắt xích cá tính và táo bạo, tạo nên dáng vẻ khỏe khoắn và thể thao hơn. Cụm đèn chiếu sáng projector cũng ấn tượng và sắc nét, góc cạnh hơn khi được vuốt ngược ra phía sau theo hình lưỡi liềm độc đáo. Phong cách thể thao của Accent 2021 còn thể hiện ở thiết kế khí động học với tấm hướng gió được hạ thấp ở phần mui, thân xe với các chi tiết dập nổi với các đường dẫn khí động học giúp tạo nên chỉ số cản gió cho xe là 0,308 CD, mang tới hiệu quả về việc giảm độ ồn cũng như khả năng tiết kiệm nhiên liệu cho xe. Phần đuôi xe vẫn được trang bị cụm đèn hậu LED 3D mới bắt mắt cùng bộ khuếch tán gió giúp tăng chất thể thao cho xe. Khoang nội thất của Accent 2021 tiếp tục áp dụng triết lý HMI, Human Machine Interface thế hệ mới như người anh em Elantra hay Tucson. Mọi chi tiết đều hướng tới người lái với bảng điều khiển trực quan, dễ sử dụng, kết hợp không gian rộng rãi cùng chất liệu chế tạo và trang bị công nghệ cao cấp. Khu vực điều khiển trung tâm được bố trí theo chiều ngang, hợp lý và thân thiện với người dùng, đem đến một không gian khá thoáng với màn hình cảm ứng 8 inch, tích hợp camera lùi. Cũng như những mẫu xe khác của Hyundai tại Việt Nam, Accent phiên bản nâng cấp được trang bị hệ thống giải trí hỗ trợ Bluetooth, USB, MP4, radio, AUX với 6 loa cùng kết nối Apple CarPlay và Android Auto thời thượng. Accent 2021 vẫn sở hữu hệ thống dẫn đường của Hyundai phát triển riêng cho thị trường Việt Nam. Bên cạnh khả năng định vị, bản đồ trên xe còn cung cấp các thông tin tiện ích khác như điểm dịch vụ 3S, các công trình công cộng như trạm xăng, điểm dịch vụ, v.v. Vô lăng Accent mọc da cao cấp và tích hợp rất nhiều chức năng điều khiển rành tay. Trên vô lăng tích hợp hệ thống điều khiển hành trình, giúp tài xế nhàn nhã hơn khi di chuyển trên đường cao tốc. Cụm đồng hồ Tablo là sự kết hợp của đồng hồ kỹ thuật số hiển thị tốc độ và tua máy, kết hợp cùng màn hình LCD 4,2 inch hiển thị các cài đặt trên xe. Đặc biệt, xe được trang bị tính năng khởi động từ xa thông minh. Khi xe đang khóa cửa, giữ nút khởi động trên chìa khóa 3 giây, động cơ sẽ được khởi động, đi cùng hệ thống điện điều hòa hoạt động. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi đỗ xe lâu dưới trời nắng, xe sẽ được làm mát trước khi người lái và hành khách lên xe. Các tiện nghi khác trên Accent nâng cấp có thể nhắc tới như điều hòa tự động, cửa sổ trời, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, ngăn chứa đồ tích hợp làm mát, đèn pha tự động, gạt mưa tự động, gương chiếu hậu chống chói, cúp sau điều khiển điện thông minh, v.v. Sẵn sàng đem đến cho bạn một chiếc xe đầy đủ những tiện nghi cao cấp hàng đầu phân khúc. Hyundai Accent phiên bản nâng cấp 2021 vẫn được trang bị động cơ Kappa 1.4 lít MPI cho công suất tối đa 100 mã lực tại 6.000 vòng trên phút, cùng moment xoắn cực đại 132 Nm tại 4.000 vòng trên phút. Khối động cơ này đã được kiểm chứng độ bền, ổn định trong thời gian qua, nay đã tiếp tục được tinh chỉnh với thiết kế van nạp, van xả mới, điều chỉnh thời điểm đóng mở thông minh, giúp tăng cường áp lực khí nén vào động cơ, nâng cao công suất mà vẫn đảm bảo độ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu cho xe. Accent vẫn giữ hai lựa chọn hộp số tự động 6 cấp Shiptronic được tối ưu cho khả năng chuyển số mượt mà êm ái. Lựa chọn nữa là hộp số sàn 6 cấp cho khả năng chuyển số nhẹ nhàng cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu.
Hyundai Accent 2021 vẫn tiếp tục được ứng dụng công nghệ thép cường lực AHSS danh tiếng trong chế tạo thân xe với tỷ lệ 50%. Thêm vào đó, khung gầm của Accent cũng được cải tiến độ cứng chống vặn xoắn đến 32% với sử dụng đường hàn kết dính cấu trúc có chiều dài lên đến 98,5m. Những cải tiến trên tạo nên cho Accent một hệ khung gầm mới, cải thiện chất lượng cách âm và cảm giác lái. Việc sử dụng thép cường lực giúp tăng cường an toàn khi va chạm, đồng thời giảm các chi tiết không cần thiết, giúp tiết kiệm nhiên liệu và mang lại cảm giác lái tốt hơn. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hàng loạt những công nghệ và tính năng an toàn hữu ích cho người sử dụng. Bên cạnh các tính năng cơ bản như ABS, EBD, BA, xe sở hữu hệ thống cân bằng điện tử ESC, hệ thống kiểm soát lực kéo VSM, khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến lùi, camera lùi và 6 túi khí. Như vậy, phiên bản nâng cấp của Hyundai Accent tiếp tục phát huy điểm mạnh của phiên bản trước đó và được bổ sung thêm nhiều tính năng đáng giá. Với thiết kế hấp dẫn và nhiều trang bị tiện ích, Hyundai Accent 2021 xứng đáng là một trong những chiếc xe hấp dẫn nhất trong phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam.